Xin chào các bạn, đây là phân bón mới về, chờ cũng cả năm hơn rồi mới về. Phân của Nhật các bạn, đó là một loại 10-10-10 chỉ số đều và một loại 12-66, phân hai cái phân tan chậm của Nhật, nhập trực tiếp về của Nhật luôn các bạn. Đây là bao bì zin của nó, Mai Quy nhập về cái bao này 20 kg, thì Mai Quy phân ra thành những cái bao nhỏ như vậy để các bạn có thể dễ mua. Còn bao này là loại 12-66, bao nó là 15 kg, đó là gồm những cái viên to như vậy, viên người ta gọi viên cà na đó các bạn, phân cà na đó. Còn cái phân này là phân 10-10-10, Mai Quy sẽ cùng các bạn phân tích sử dụng cái phân này nó thế nào để chúng ta sử dụng tốt nhất cho cây các bạn ha. Thì Mai Quy rất là hân hạnh được thầy Hai ở quận 2 giới thiệu cái phân này rất là kỹ. Mình cũng là học trò của thầy Hai, thì thầy Hai là người đầu tiên đem cái phân này về Việt Nam. Nguồn gốc xuất phát là của thầy Hai ở quận 2. Thì thầy Hai có hướng dẫn như sau. Thì cái phân này á, cái viên này nè, cái viên mà cái dạng mà tròn này, tròn lớn này, tròn nhỏ này và tròn lớn cà na này, thì chúng ta nên bón ở trong chất trồng, tức là chúng ta bón trong chất trồng chứ đừng có rải trên mặt gì các bạn, đừng có rải phân mặt như phân vàng, mà chúng ta vùi cái phân này vô, vùi cái viên phân nó vô. Đây thí dụ như Mai Quy lấy một viên ha, tức là chúng ta vùi dưới đất, đừng có để trên nó bốc hơi và nó lâu tan, mà nó lâu tan thì chúng ta thấy nó không có tác dụng các bạn. Nên chúng ta trồng cái phân này mà chúng ta trồng than á, đây chúng ta lấy một viên ha bạn ha, lấy một viên rồi chúng ta vùi đó, vùi xuống qua hồng, qua cúc, qua mai thì chúng ta cũng vùi được, chúng ta vùi xuống nha đó, thì nó mới tốt các bạn, nó mới hiệu quả. Đây đẩy nấm anh cái đó rồi. Chứ chúng ta không nên để trên mặt. Một chậu dendro cỡ vậy thì chúng ta chỉ dùng có 1/4 cái viên cà na nãy thôi đó. 1/4 cái viên này thôi, chặt ra rồi nhét vô cho vừa. Còn cái phân này thì chúng ta dùng khoảng 5 viên trên một chậu 12, cũng vùi vô luôn. Phân này là 10-10-10. Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ có thể nói là rất là nhiều nơi bán phân mà một dạng là bán phân nhái, phân giả hay là sao chép. Vấn đề đó rất là nhức nhối, và những khách hàng gọi cho Mai Quy đều nói ô tại sao lại có những cái đơn vị bán phân mà giống như nhau như vậy. Thì bên công ty Mai Quy mình với kinh nghiệm 10 năm xin cam kết các bạn là sản phẩm bên công ty mình đảm bảo chất lượng, uy tín, không có hàng giả, không hàng nhái. Nếu các bạn có phát hiện bên công ty mình bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bên công ty mình sẵn sàng 1-10 cho chúng ta, để chúng ta yên tâm hoàn toàn khi sử dụng bên sản phẩm của công ty Mai Quy mình. Và tất cả những cái thông tin liên lạc đều có trên hai cái website chính của bên công ty mình, đó là siêu thị Hoa Lan.com, kho nông nghiệp.com, và số điện thoại đi theo cái hai trang web đó để các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình. Chúc các bạn có những giò lan đẹp, chúc bạn có những vườn đẹp, chúc các bạn có những cây ra rất là nhiều hoa và mua được sản phẩm đúng. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Thì cái phân 12-66 này là chuyên về đạm. Chúng ta bón khi nó giai đoạn đầu của cây phát triển, đạm cao. Và sau khi cây bốc rồi, để giai đoạn chuẩn bị vô hoa rồi thì chúng ta bón 10-10-10. 10-10-10 để cây nó ăn đều và nó ra bông đẹp thì chúng ta để đủ hàm lượng lân kali. Đó. Thì cái bàn này, cái loại cà na này, nếu mà nguyên cái chậu to này, miệng 30 này, thì chúng ta bón 1/4, chúng ta tức là chúng ta cái viên phân này chúng ta cắt 1/4, chúng ta cho hai bên, mỗi bên phân nửa, mỗi bên phân nửa. Một viên cắt làm 4 cho 4 cái cũng được, hoặc là nếu tiết kiệm thì cho 1/4 bên đây, cho 1/4 bên kia. Chứ đừng nên để một viên mà nãy như Mai Quy vùi xuống đất thì nó cũng không hay. Nhưng tất nhiên chúng ta không có thời gian thì chúng ta vẫn làm được điều đó, nhưng cây nó ăn không có điều các bạn, thì chúng ta nên chẻ ra. Còn nếu mua phân mà cái viên trắng nhỏ
thì chúng ta cái chậu này chúng ta cho khoảng 15 viên, điều hết cái chậu và xa rời cái gốc nằm ở đây giữ cái bộ rễ nó ra. À, thì là tóm lại như vậy, Mai Quy nói từ nãy giờ cái chậu to, giờ sẽ qua cái chậu Dendro. Dendro là thông dụng nhất. Đây, Dendro đây là chậu 12 nè các bạn. Các bạn nhớ Dendro chậu 12 này chúng ta phân 12-66 này, chúng ta chẻ làm 4, lấy 1/4 và khoét một cái lỗ ở trong đây nhét vô và lấy cái sư dừa bích lại là xong. Còn nếu chúng ta muốn giai đoạn ra hoa thì chúng ta lấy tầm khoảng 5 viên này, chúng ta cho những cái khoen lỗ này chúng ta bỏ vô trong đây. Còn nếu các bạn nào muốn mới xuống giống, lấy 1/4 cái viên này nằm trong cái lỗ dừa khi mà nó mới xuống giống bó cục là xong. Nên chúng ta nhớ điều đó ha, chúng ta sử dụng như đó, liều đó thôi. Còn cái phân này ngoài ra nó còn tác dụng rất là hay, ví dụ như phân cà na này nó bự, nó to này, nó lâu tan, thì những chậu sen súng trồng nước các bạn bón cái này vô là đúng bài luôn. Tức là những chậu sen, những chậu súng thì rất là to thì chúng ta bỏ phải 5-7 viên tùy theo cái kích thước chậu. Chúng ta nhớ rằng là cái chậu 30 hồi nãy Mai Quy nói thì mình bỏ là 1 viên. Vậy chậu chậu sen súng mà chậu 60 mét thì chúng ta bỏ phải 3 viên. Đó. Thì chúng ta sẽ bón vô chậu sen súng là cái này tuyệt vời. Hoa hồng cũng giống như hoa lan, ví dụ như mới tăng trưởng. Hoa hồng mà chúng ta muốn cho nó tăng trưởng thì chúng ta bón 12-66. Sau cái vô ra hoa thì chúng ta bón 10-10-10. Và nhớ vùi dưới đất là xong. Tùy theo miệng chậu và chúng ta như Mai Quy nãy nói là chúng ta làm. Thì đây là phân của Nhật các bạn ha, 100% của Nhật. Thì chúng ta sẽ có được cái sản phẩm chất lượng tốt của Nhật nhập về. Và phân này được sử dụng rộng rãi cũng khoảng tầm 5-6 năm nay rồi các bạn. Nên các bạn yên tâm là nó không có gây ra tác dụng phụ hay là hại cây hay là sóc cây gì hết. Mà Mai Quy hướng dẫn rất là kỹ, các bạn sử dụng theo Mai Quy nói để đạt được cái hiệu quả to nhất. Thì hy vọng là phân này mới về có hàng, các bạn mua để các bạn sử dụng rất là tốt cho hoa lan, cây kiểng, hoa súng, cây ăn trái thì rất là tốt. Thì các bạn thấy những viên to này sử dụng cây ăn trái thì tuyệt vời, lâu tan. Tất nhiên là những viên phân này thì nó tối đa là 6 tháng giống như phân chì. Nên các bạn cứ nhớ canh sử dụng và bón phân cho nó đều đặn để nó không hết phân, nó mất cây sẽ mất sức nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video Mai Quy giới thiệu về phân tan chậm của Nhật Bản. Xin cảm ơn và xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.